Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người về cái bơm xe cuốc 07. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tháo ráp một cách chi tiết nhất. Thì tổng thể thì cái bơm của xe 07 này á thì nó có hai bơm. Cái xe 07 này á là XK07 đời 98 nha mọi người. Thì mình sẽ tháo cái bơm này xuống. Thì sau khi mình tháo cái bơm này xuống rồi á, thì mình sẽ tháo đeo ra nha mọi người. Bây giờ mình sẽ vô cái vấn đề chính luôn nha mọi người. Thì mình sẽ tháo ráp, mình sẽ tháo và vệ sinh sạch sẽ. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người ráp một cách chi tiết nha. Đây, sau khi mình đã rửa sạch sẽ rồi thì mình sẽ bắt đầu ráp từng món vô. Thì đầu tiên mình sẽ ráp cái phần phần cốt của nó vào. Thì cái phần này là cái bơm mà nối với cốt máy nha mọi người, nối cạc đăng truyền vào cốt máy. Thì cái bơm này nó có một cái phốt và một cọng xin. Thì cái nắp này là cái nắp phốt nè. Thì mình vô thì mình bôi một tí xíu nhớt vào cái phốt này cho nó dễ vào, nó không có bị lặn hoặc là bị đứt phốt của mình. Mọi người cần chú ý là mình vô cho nó thẳng thôi, thẳng mặt, tại vì cái cốt này nó có con sẵn rồi nha mọi người, thì cũng rất là khó để mà lặn được cái môi phốt này. Thì sau khi mình vô thì mình siết bồ lon lại. Sau khi mình đã siết xong rồi thì mọi người thấy đây là một cái đế nha mọi người. Cái đế thì cái gói nó sẽ trượt trên đây. Thì mọi người thấy thì nó bị cháy, thì nguyên nhân là cũng do thiếu nhớt. Bây giờ mình sẽ vô cái phần xin của cái mặt gói này nha mọi người. Thì mình vô hai cọng xin trên cái lốc. Và mọi người thấy á, thì có bốn cọng xin lớn này, thì có hai cọng xin hơi lớn hơn. Thì hai cọng xin này nó nằm ở hai cái đầu đế nha mọi người. Đó, sau khi mình đã vô xin xong đúng không mọi người, thì mình lật lại, mình bắt đầu mình vô cái gói nha mọi người. Mình kiểm tra cái thước sạc bua này nó trơn trượt. Thì bắt đầu mình vô cái phần gói này nha mọi người. Gói này là gói trượt, còn cái đó đế đó là đế trượt, hoặc là gói trao, đế trao. Thì bây giờ mình chép một ít mỡ bò lên cái phần cái gói này nha mọi người. Mình chép mỡ bò lên cái gói này chủ yếu là để cho nó hít với cái đế nha mọi người. Thì bây giờ mình vô cái phần gói. Thì mọi người chú ý là cái gói này nó có một cái lỗ đó, nó sẽ vô cái phần thước sạc bua của mình để mà điều khiển cái đế nó trượt. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái phần nắp nha mọi người. Mình chú ý là mình phải vô xin đầy đủ rồi bắt đầu mình vô cái phần đế này.
sau khi mình đã cho nó vào đúng argo rồi rồi nha mọi người, thì mình sẽ ghim nó lên, để lên một cái gì đó có khoảng trống để cái cốt mình nó không có đội lên, thì mình lấy búa mình vọng, mình đập cho cái phần vỏ này nè nó ăn với cái sim của cái phần đế trao nha mọi người. Đó, mọi người thấy là nó sát hết rồi nè, thì mình vô nó mới dễ. Rồi sau khi mình đã gõ cho nó sát xuống này, giờ mình chỉnh cho cái gối chao này nó ăn khớp với cái đế chao nha mọi người. Nó trượt chân chu trên cái đế này nha. Rồi sau khi mình đã cho gối vào rồi, đế vào rồi, thì mình sẽ cho bê tông vào nha. Trước khi mình cho cái khối xi lanh và bê tông vào á, thì mình sẽ cho cái đế gương này nha mọi người vào nha. Cái này là cái mặt gương. Cái mặt gương này nó có tác dụng là nó sẽ làm cho bê tông mình nó trượt êm ái trên cái mặt gương này nha. Bắt đầu mình sẽ vô những cái bộ phận trên cái xi lanh này nha mọi người. Thì nó sẽ có những cái lò xo, thì mình sẽ vô mỡ bò này cho nó dính vào trong cái lỗ nha mọi người. Cái lò xo này có chức năng là nó ép sát xi lanh với mặt trà nha mọi người. Thì nếu mà cái lò xo này nó hư á, thì nó sẽ không ép sát được cái xi lanh này vô cái mặt trà, thì sẽ có hiện tượng là lò nhớt, nó sẽ yếu nha mọi người, bơm nó sẽ yếu nha. Thì khi mình vô lò xo xong á, thì nó có một cái kiềng này nha mọi người, nó chặn cái lò xo này lại đó. Rồi sau khi mình đã đặt cái kiềng này vào, thì đây là cái trái táo nha mọi người. Cái trái táo này á, nó làm được làm bằng thau, vì vậy nó giúp cho cái đĩa xi lanh á, nó nằm trên cái trái táo này nè, nó lắc qua lắc lại, quắc tới lắc lui á, không có bị dính nha mọi người, mà một cách trơn tru thì bơm mình mới hoạt động được. Cái xi lanh này á, là nó có 9 trái nha mọi người. Thì cái này là xi lanh bê tông K3V112 nha mọi người. Thì mình vô á, trước khi mình vô cái bê tông á, thì mình chét mỡ lên cái phần xi lanh. Nguyên nhân là sao? Thì mình chét mỡ lên cái xi lanh này à, giúp cho xi lanh này nó bôi trơn, làm giúp cho bê tông và xi lanh được bôi trơn, thì nó sẽ không bị dính nha mọi người. Thì đầu tiên á, lúc mình ráp vào á, mình chưa khởi động á, nó cũng là một cái phần nhiên liệu bôi trơn, giúp giúp cho xi lanh và bê tông nó không bị dính nha mọi người, lúc mình để ba lên đó. Thì sau khi mà mình đã bôi xong, thì mình gắn vào nha mọi người. Thì mình chỉ cần để ngay và mình lắc lắc, thì bê tông nó sẽ tự lọt xuống. Sau khi mà mình đã cho nó xuống rồi á, thì mọi người nên lắc qua lắc lại, đè lắc qua lắc lại, coi nó có cảm giác nó bị sượng hay bị dính chỗ nào không. Nếu mà nó bị dính á, là nó sẽ làm cho khối xi lanh và bê tông nó bị hư nha mọi người. Sau khi đã xong xi lanh rồi, bây giờ mình sẽ lật lật cái vỏ bơm xuống, và bắt đầu mình sẽ vô xi lanh nha mọi người. Đây mọi người chú ý là phải kiểm tra cái phần phần gối gối chao nó có ăn khớp với cái phần đế chưa. Nếu mà nó chưa ăn á, thì nó sẽ lọt ra, nó sẽ làm hư nha mọi người. Rồi mình vào á, thì mình đút vào thôi nha. Nó có hai phần, một là nó có ronia trên cái trái táo và ronia trên quả xi lanh. Thì mình giữ cái cốt lại, lúc mình đút vô mình giữ cái cốt lại cho nó không lắc qua lắc lại, mình phải vô nó dễ hơn.
Đây mình vô, đây mình đã vô một cái trái xi lanh rồi nha mọi người. Khi mình vô thì mình lật đứng lên, rồi tiếp theo mình sẽ vào xin đầy đủ cho cái phần mặt đó nha mọi người. Đây là cái phần thớt giữa của nó nha mọi người, thì mình sẽ ginh ra và vệ sinh, rồi mình sẽ vào cái thớt giữa này nha. Sau khi mình đã vô xin rồi mọi người thấy nè, thì mình đã vô những cọng xin nhỏ này đầy đủ và xin nắp cam nha, rồi mình vô cả luôn cả xin lớn nha. Và đây là cái lớp B một chiều nha mọi người. Cái lớp B một chiều này nó có một cái viên bi nè, viên bi này là cái lớp B một chiều nha mọi người, giúp đóng kín nhớt nha. Trước khi vào mình sẽ bôi một ít mỡ vào nha mọi người để cho nó không có bị rớt ra nha. Rồi và bây giờ mình sẽ vô cái phần mặt chà nha mọi người. Thì mình vô mặt chà thì mọi người chú ý là cái mà nó có hai lỗ á, ba lỗ á là nó là cái họng ra, còn một cái suông luôn á thì nó là cái họng vào, thì hút đẩy nha mọi người. Thì mình khi mình vô mỡ bò trong đó mình cho nó hít vào để nó đỡ rớt ra. Rồi sau khi mình vô á thì mình chú ý là mình phải vô mỡ trong đạn nha mọi người, ép cho đạn nó nằm hết lưng ca nha. Rồi mình vô nhớt trong xi lanh nha mọi người, vô một ít nhớt trong xi lanh và bít tông nè, để cho nó giúp bôi trơn khi mà mình hoạt động nó sẽ trơn tru. Mình đã vô xin hết tất cả rồi thì bắt đầu mình nghiên cái nắp này mình địt vào nha mọi người. Thì mình trước khi nghiên cái nắp này á thì mọi người lúc tháo ra mình sẽ lấy cái khúc nối Rooney ở giữa cái nắp này ra nó mới dễ vô nha mọi người. Thì chỉ còn đạn thôi, thì mình bây giờ mình sẽ vào nè. Rồi mình đặt nó vào rồi lấy bồ lon siết lại thôi. Rồi sau khi mình đã vô siết bồ lon xong thì bây giờ mình sẽ vô tiếp. Bây giờ mình sẽ vô cái phần khớp nối của vô cái lớp B một chiều của cái thớt giữa nha mọi người. Mình bỏ cái khớp nối vào rồi sau đó mình lấy cái đạn mình đóng vào nha mọi người. Sau khi mình đã đóng đạn vào xong á thì mình sẽ vô cái mặt chà nha mọi người. Đây mình sẽ vô cái mặt chà cũng giống vậy thôi, cái ba lỗ đó là cái họng ra nha mọi người. Thì mình sẽ quay lên trên rồi mình sẽ chém một ít mỡ bò đạn nha mọi người, cho đạn nó ép hết vào lưng thì mình vô nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi bây giờ đã xong thì bắt đầu mình hạ cái bơm cho nó nằm xuống nha mọi người, nằm xuống để mình vào cho nó dễ. Mọi người chú ý là cái xin mình sẽ vô cho đủ nha mọi người. Nó nếu mà thiếu một cọng xin thôi nó cũng sẽ xì, và xì thì mình sẽ tháo cả một cái bơm ra. Đó, mình kiểm tra sau khi mình đã kiểm khi mình đã kiểm tra xin hết rồi nha mọi người, thì bây giờ mình sẽ cho cái bơm đuôi nó sẽ vào nha mọi người. Thì mọi người bê đút vào thì nó sẽ chưa cái ngậm được cái chưa đút được vô cái Rooney á, thì mọi người phải lấy một cây kìm bấm vào cái đầu cốt bơm. Sau khi mình bấm vào đầu cái bơm đó thì một tay mình đỡ đằng sau cái bơm và mình xoay nhẹ nha mọi người, mình lắc nhẹ nhẹ đó, mọi người thấy thì nó đã vào. Thì vào thì mình cho bồ lon vào thôi. Sau khi mình đã siết xong rồi nha mọi người, thì mình thử kẹp cái kìm bấm vào bị cốt, mình quay thử coi nó có nhẹ hay không, hay là nó có bị sượng khi một cái vòng quay của mình nó có bị sượng chỗ nào không. Nếu mà nó bị sượng thì mình phải tháo ra mình kiểm tra lại nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chỉ mọi người cách vào đeo một cách chính xác và không bị chọc ngàm nha mọi người.
mình vào khi mình đã vào xin đầy đủ thì bắt đầu mình sẽ lấy hai con bù lon dài nha mọi người, bắt vào cái đầu bên đây để giữ cho cục đeo này nó đứng im một cái vị trí để mình lừa cái cần nó vào nha mọi người. Đây, bắt đầu mình sẽ kiếm một cây lục giác nhỏ nha mọi người. Mình sẽ rà nha mọi người, rà lắc qua lắc lại khi nào mà mình cảm nhận được cái càng đeo này nó ăn với cây chốt bi ở trong cây thước sạc bua nha mọi người. Đó, mình lắc qua lắc lại, mình kiểm tra thử nó vào chưa, nếu mà vào rồi thì mình nhận vào và mình ráp vào thôi. Thì cái độ chính xác nó sẽ rất là cao. Bây giờ mình sẽ ráp cái bơm con nha mọi người. Thì cái mình đã có cái Sinfos của cái bơm con này là KB10 nha mọi người. Thì mình sẽ tháo 4 con bù lon chìa khóa 14 nha mọi người. Mình sẽ tháo nó ra và mình tắt ra cho mọi người xem. Thì mình đã tháo xong 4 con bù lon. Thì những bạn mà không có nhớ được thì mình sẽ đóng một cái dấu nha mọi người, đóng cái dấu giữa hai cái tép của cái hai cái nắp của bơm á, mình đóng một cái dấu để mình nhận biết được cái mặt nào là của nó nha mọi người, chứ không là để lộn nó cũng sẽ không chạy đâu nha. Sau khi đóng xong thì mình sẽ gõ ra cho mọi người xem cái bên trong của cái bơm con nó sẽ có cái gì. Đây, thì mọi người thấy thì có một con sin nè, một cái mặt chà nha mọi người, một mặt chà này bằng thau và hai cái nhông. Đây, cái mặt chà này mọi người cũng đừng có để lộn vì nó có cái chiều của nó hết. Đây, mình sẽ tháo cái phần giữa ra cho mọi người xem. Đây, đây là cái nòng đó đó mọi người. Đây, hai cái nhông này á, nó có hai cái đầu khác nha mọi người. Thì có cái dấu nha mọi người, mình đây mọi người thấy nè, nó có khí á, thì nó sẽ nằm ở bên trong ha. Đó, nó nằm ở bên trong. Rồi, còn cái này là cây cốt nối với cái nhông trong máy nha mọi người. Rồi mình rút ra thì đây có một cái miếng mặt chà nha, mặt chà thao nha mọi người. Thì mọi người thấy này, nó có đường nhớt riêng của nó đi nha, mình không có được để lộn nha. Đó, rồi còn đây là cái mặt ép mặt chà nha mọi người. Còn sau này là Ford, nó ép mặt chà với một con sin nha. Thì mình sẽ, cái thời lượng video đến đây nó cũng đã dài quá rồi, mình phải tạm ngừng cái video này ở đây nha mọi người.